Chào tất cả quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube Từ Chữ Lành. Và Khải rất là vui khi mà ngày hôm nay được tiếp tục ngồi ở đây để chia sẻ với quý vị những thông tin về sức khỏe. Thì nội dung chính của video này, Khải sẽ hướng dẫn cho quý vị tập một vài cái bước, một vài cái động tác để giúp cho quý vị phòng tránh và hỗ trợ rất là hiệu quả được những cái cơn đau ở cái vùng cổ gáy của chúng ta. Vì Khải thấy đây là cái tình trạng mà rất là phổ biến, có nhiều người mắc phải. Đặc biệt là những anh chị làm việc ở văn phòng thì gặp phải cái chứng bệnh này rất là nhiều, cũng như là những cô những chú trong cái độ tuổi trung niên và cao tuổi, chúng ta gặp phải cái tình trạng là đau cổ vai gáy với những cái nguyên nhân xuất phát từ cái vùng xương sống cổ, như là bị thoái hóa cột sống cổ, rồi là bị thoát vị đĩa đệm, hoặc là bị gai cột sống cổ, hay cũng thỉnh thoảng có những trường hợp như là chúng ta đi ngủ vào buổi tối chúng ta ngủ sai tư thế, dẫn tới là buổi sáng dậy cái cổ nó bị đơ, bị cứng, nó không có cử động linh hoạt được. Thì với những cái nguyên nhân như vậy thì quý vị đều có thể là áp dụng những cái cách mà Khai sắp chia sẻ sau đây, nó sẽ rất là hiệu quả nha. Vậy thì những cái động tác này thực hiện như thế nào thì trong phần sau Khai sẽ chia sẻ rõ hơn. Còn bây giờ thì rất mong quý vị hãy dành ra một ít thời gian để nhấn vào nút đăng ký và bấm vào quả chuông thông báo để ủng hộ Khải ra nhiều video hữu ích hơn trong thời gian tương lai. Bây giờ thì sẽ không để quý vị chờ lâu, chúng ta sẽ bắt đầu ngay vào phần nội dung chính. Và bây giờ thì Khải sẽ hướng dẫn cho quý vị tập cái động tác đầu tiên. Và để hiệu quả cao hơn nữa thì quý vị có thể chuẩn bị trước cho Khải một cái loại dung dịch, đó chính là rượu gừng. Đây là một cái loại, một cái bài thuốc được sử dụng từ ngàn xưa đến bây giờ, rất là hiệu quả. Đặc biệt là nó dễ kiếm và cái giá thành cũng rất là rẻ. Rượu thì quý vị sẽ sử dụng cái loại rượu vừa ra lò, rượu gạo nha, vừa ra lò. Cái rượu cao độ chưa có pha đó. Còn gừng á, thì quý vị sử dụng gừng tươi khoảng 3 đến 4 củ. Chúng ta sẽ xay nhuyễn ra và chúng ta sẽ cho vào khoảng là 1,5 đến 2 lít rượu nha quý vị. Cái này cũng không có quan trọng lắm, chúng ta cứ cân đo làm sao cho nó hợp lý là được. Thì nếu có thời gian chúng ta sẽ làm cái bài thuốc này để càng lâu thì càng tốt. Còn không á, thì chúng ta sẽ làm để từ 15 đến 20 phút là chúng ta cũng có thể sử dụng được rồi. Và cách sử dụng là chúng ta sẽ sử dụng một cái khăn mềm như là cái khăn của em bé. Rồi chúng ta sẽ cho vào cái dung dịch rượu này, chúng ta cho nó thấm vào. Rồi chúng ta sẽ bôi vào trực tiếp cái vùng đang bị đau. Cụ thể đó chính là cái vùng cổ gáy của chúng ta. Chúng ta bôi vào và chúng ta sẽ sử dụng một vài cái động tác massage nhẹ nhàng vào cái vùng cổ nha quý vị. Bây giờ Khải sẽ làm cho quý vị có thể là xem nó dễ hiểu hơn. Để quý vị, khi mà chúng ta đã bôi cái dung dịch rượu gừng vào cái vùng cổ, bôi khắp vào cái vùng cổ gáy, thì chúng ta sẽ sử dụng hai bàn tay, chúng ta sẽ massage nhẹ nhàng vào cái vùng, tất cả những khu vực này, massage nhẹ nhàng vào. Nếu mà có người thân á, thì quý vị nhờ người thân làm thì tốt quá, còn không thì chúng ta cứ tự chúng ta làm massage nhẹ nhàng để cho cái dung dịch triệu quân này nó thẩm thấu vào cái vùng da này. Quý vị biết rằng trong đông y á, thì người ta cho rằng cái khu vực cổ gáy là cái khu vực rất là dễ bị phong hàn và tà khí nó xâm nhập vào. Và khi nó xâm nhập vào cái vùng này, nó sẽ làm tắc nghẽn kinh mạch, cũng như là làm co cứng cái vùng cơ, khiến chúng ta rất là khó chịu, đau cổ vai gáy, thậm chí là nó sẽ làm ảnh hưởng đến thần kinh, gây đau đầu rất là khó chịu. Thì cái dung dịch rượu gừng này nó sẽ đánh tan những cái ứ tắc đó, làm giãn cơ ra, thì sẽ giúp chúng ta rất là dễ chịu. Quý vị có thể sử dụng tay để chúng ta massage nhẹ nhàng như vậy, massage nhẹ nhàng. Hoặc là quý vị có điều kiện chúng ta sử dụng cái loại này, chính là cái lăn cầu gai đôi. Đây là cái dụng cụ chính hãng của viện chẩn. Chúng ta sử dụng sau khi bôi rượu gừng thì chúng ta sẽ sử dụng cái lăn này. Chúng ta sẽ đưa ra phía sau cổ gáy và chúng ta lăn như vậy. Lăn từ bên phải lăn qua bên trái và lăn ngược lại. Tức là chúng ta sẽ lăn khắp cái vùng cổ gáy, lăn tất cả những vị trí. Mà chúng ta lăn như vậy thì
thì cái vùng cơ này nó sẽ được giãn ra, cũng như là những cái ứ tắc nó sẽ được khai thông, thì chúng ta cảm thấy rất là dễ chịu. Chúng ta có thể sử dụng cái cây lăn đôi đó, hoặc là cái cây này chính là cái cây dây huyệt. Chúng ta sẽ dây theo cái đường cong của cổ này đó, chúng ta dây như vậy. Tương tự thì chúng ta cũng sẽ dây tất cả những vị trí ở cái vùng cổ gáy. Chúng ta sẽ dây theo cái đường cong này. Thì cái động tác này, cái bài tập này không chỉ là nó sẽ giúp cho quý vị giảm đau cái vùng cổ gáy, mà cũng rất là phù hợp cho những quý vị nào mà đang gặp phải những cái bệnh lý như là bị cao huyết áp, hoặc là bị thiếu máu não. Chúng ta làm như vậy cũng rất là tốt. Cái động tác này nó cũng đồng thời tác động lên rất là nhiều những huyệt vị xung quanh cái vùng cổ gáy của chúng ta. Ví dụ như là huyệt vị phong trì nằm chỗ này, thì phong trì là một cái huyệt vị rất là hiệu quả để chữa được đau đầu, chữa được cái cứng cổ, rồi là chữa được những cái bệnh lý như là bị hoa mắt, chóng mặt, ù tai, cũng như là ổn định huyết áp, chữa được những cái bệnh lý liên quan thần kinh, hay là phong phủ ngay chỗ này. Đó đều là những cái huyệt vị rất là tốt để cho chúng ta phòng ngừa, điều trị những cái cơn đau ở vùng cổ gáy nhanh nha quý vị. Ngoài những cách sử dụng cây lăn cầu gai đôi, cây dây huyệt, thì quý vị có thể là dùng cái máy sấy tóc nha quý vị. Cái máy sấy tóc chúng ta thổi cái hơi nóng vào cái vùng cổ gáy. Và cũng đặc biệt lưu ý là quý vị tuyệt đối không nên hơi cái hơi nóng vào cái huyệt vị phong phủ. Chúng ta có thể là dùng máy sấy tóc này, hoặc là dùng nha ngải cứu. Thì quý vị có thể mua nha ngải cứu ở bất kỳ ở đâu, những cái quầy thuốc đông y gần khu vực quý vị sống, hoặc là quý vị sẽ liên lạc trực tiếp với Khải để Khải cung cấp. Thì quý vị có thể sử dụng nha ngải cứu để hơ vào cổ gáy thì cũng mang lại cái hiệu quả rất là nhanh. Và đối với cái việc sử dụng ngải cứu á, thì quý vị lấy ra một điếu như vậy, chúng ta thắp đỏ lên bằng cái bếp ga hoặc là bằng cái bật lửa khò. Khi nó đỏ thì chúng ta sẽ hơ trực tiếp vào cái vùng cổ gáy. Chúng ta cứ khám chỗ nào mà nó đau nhiều nhất, chúng ta cứ tập trung chúng ta hơ vào, hoặc là chúng ta sẽ hơ tất cả những vị trí. Rồi và tất nhiên là chúng ta cần phải nhờ người thân, chứ không thể mà tự chúng ta hơ ra phía sau được, tại vì chúng ta không có nhìn thấy, không có quan sát trực tiếp, nó chỉ dễ chạm vào da là làm bỏng da. Và như lúc nãy Khải nói, thì đối với hơi ngày cứu thì chúng ta chỉ tập trung hơ vào phong trì và cái vùng phía dưới này, chứ chúng ta tuyệt đối là không hơ vào huyệt vị phong phủ này nha quý vị, tuyệt đối là không hơ ngày cứu vào phong phủ. Chúng ta hơ vào vùng cổ gáy khoảng là 5 đến 15 phút. Rồi chúng ta nếu mà muốn an toàn thì quý vị sử dụng cái loại này, chính là cái ống hơ ngải cứu. Đây quý vị, đây là cái ống hơ ngải cứu. Thì có cái này thì chúng ta sẽ tự chúng ta có thể hơ được mà không cần phải nhờ đến người thân. Chúng ta cắm cái ống hơ vào như vậy này, cắm ống hơ vào, thắp đỏ xong rồi cắm vào, cắm vào và chúng ta cứ đặt và chúng ta hơ như vậy nè. Đó, hơ vào cổ, vùng cổ, rất là dễ chịu. Đó, thì trong đông y cũng sẽ có một cái huyệt vị nằm ở cái cầu vai. Nó cũng sẽ giúp ích cho quý vị chữa trị được cái tình trạng đau cứng cầu vai gáy, cũng như là tình trạng đau khớp vai, có tên là kiên tĩnh, nó sẽ nằm giữa cầu vai. Thì chúng ta cũng có thể là sử dụng nha ngải cứu, cái dụng cụ này chúng ta hơ trực tiếp như thế này. Đó thì là một cái bước rất là hiệu quả, vừa giúp là phòng tránh chữa được đau khớp vai, mà vừa giúp là giảm đau nhanh được cái tình trạng là đau cứng cầu vai gáy. Chúng ta hơ vào giữa hai cầu vai, nơi có huyệt vị kiên tĩnh đó quý vị. Và bây giờ Khải sẽ hướng dẫn cho quý vị tập cái bước tiếp theo. Thì ở cái bước này, chúng ta sẽ tác động vào cái khu vực, đó chính là cái sóng của bàn tay, sóng bàn tay, và cả là phía dưới này, khu vực này của cái cẳng tay nha, cái mặt dưới của cái cánh tay đó quý vị, khu vực này. Thì tại sao đau cổ vai gáy mà lại tác động vào khu vực này? Tại vì trên cái khu vực này có những cái huyệt vị của đường kinh mạch là tiểu tràng kinh. Tiểu tràng kinh là cái đường kinh mạch mà nó chủ trị ở cái ruột non. Nhưng mà trên khu vực này có những huyệt vị chữa được cái cổ vai gáy, những bệnh lý về cột sống rất là hiệu quả, như là huyệt vị hậu khê. Khải cũng đã từng có một video chia sẻ về cái huyệt vị này. Nó chữa đau lưng rất là hiệu quả, đau lưng và những cái bệnh lý về cột sống nói chung. Tức là cái bệnh mà đau cổ vai gáy thì nó cũng sẽ chữa trị được. Cũng như là cái huyệt vị chi chính phía dưới này, huyệt vị chi chính thì đều là những cái huyệt vị giúp ích cho cái việc là chữa được cái chứng đau cứng cổ vai gáy, cũng như là những cái bệnh lý về cột sống nói chung. Thì tác động vào đây bằng cách nào? Thì ở nhà quý vị có những cái vật dụng như là cái ống nước này, hoặc là đơn giản là
bất kỳ những cái gỗ hay là cái tre, cái trúc nó có cấu tạo là tròn như vậy, thì chúng ta sẽ để lên cái bàn. Hay ví dụ ở đây là cái bàn, chúng ta để lên như vậy và chúng ta sẽ sử dụng như thế này. Chúng ta lăn lăn, chúng ta lăn cái sóng bàn tay lên, lăn sóng bàn tay cũng như là chúng ta lăn cái khu vực phía dưới này của cái cẳng tay, và chúng ta lăn như vậy. Chúng ta lăn trên một bất kỳ cái vật dụng gì nó có hình tròn, cây tre, cây trúc, cái ống nhựa, cái gì cũng được cả, hoặc là cái chai thủy tinh. Chúng ta cứ lăn cái sóng bàn tay lên như vậy thì nó sẽ đả thông được những cái huyệt vị phía dưới này, để nó giúp cho quý vị là giảm được cái tình trạng đau cứng cổ vai gáy nha quý vị. Và như vậy thì thông qua video vừa rồi, Khải đã vừa chia sẻ cho quý vị những cái động tác để giúp cho quý vị giảm được cái tình trạng đau cứng cổ vai gáy. Tất cả quý vị bị đau cứng cổ vai gáy với bất kỳ nguyên nhân gì thì chúng ta đều có thể tập theo, và nó sẽ giúp quý vị mang lại cái hiệu quả rất là nhanh. Hy vọng rằng những thông tin mà Khải vừa chia sẻ rất là hữu ích để giúp cho quý vị có thể là chủ động chăm sóc sức khỏe tại nhà. Nếu có bất kỳ cái thắc mắc gì thì quý vị có thể là đặt câu hỏi ở phía dưới phần bình luận của video. Và nếu có cái nhu cầu mua dụng cụ để mà chăm sóc sức khỏe tại nhà như là cây lan đôi, cây dây huyệt, rồi ngải cứu cũng như là cái ống hơi ngải cứu này, thì quý vị có thể là đặt hàng trực tiếp qua cái số điện thoại, hoặc là đặt hàng qua cái website, hoặc là nhắn tin vào Zalo. Quý vị thấy cái cách nào tiện thì quý vị đặt hàng qua đó, sẽ có nhân viên tư vấn và giao dụng cụ đến tận tay cho quý vị. Quý vị cũng nhớ là làm cái bài thuốc rượu gừng nữa nha, nó rất là rẻ thôi mà hiệu quả rất là cao. Còn bây giờ nếu mà có thời gian thì quý vị hãy dành ra một ít thời gian để nhấn vào nút đăng ký, bấm vào quả chuông để bất kỳ khi nào Khải ra video mới sẽ thông báo đến quý vị, và tất nhiên là sẽ hoàn toàn miễn phí. Bây giờ thì Khải xin tạm dừng video tại đây. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo nha.